Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2023. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Giáp Tý, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trần, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh hại trung kim ngày Giáp Tý tức chi sinh can, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm hại trung kim kỷ tuổi Mậu Ngọ Nhâm Ngọ, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân. Tuổi xung trong tháng, tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Xá, sao Đại Cát, tốt về tế tự, giải oan, trừ các sao xấu, chỉ kiêng kỵ về động thổ. Sao Nguyệt Không, tốt về việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao Thiên Thành, tốt mọi việc. Sao Cát Khánh, tốt mọi việc. Sao Tục Thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Lục Hợp, tốt mọi việc. Sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại, xấu mọi việc. Sao Hỏa Tai, xấu về xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Sao Hoàng Sa, xấu đối với xuất hành. Sao Nguyệt Kiến Chuyển Sát, kỵ về khởi công, động thổ. Sao Phủ Đầu Giáp, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam. Sau đây, mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết tử vi 12 con giáp ngày thứ 6, mùng 6 tháng 1 năm 2023 như sau. Tử vi tuổi Tý thứ 6, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, bước sang ngày thứ 6 này, người tuổi Tý được nhắc nhở cần tìm hiểu kỹ thông tin và lên kế hoạch quản lý tài chính một cách hợp lý trong ngày hôm nay để không rơi vào tình cảnh cháy túi khi kiếp tài xuất hiện. Hung tinh này có thể gây ra không ít sóng gió về tài lộc cho bản mệnh. Hôm nay cũng không phải là một ngày may mắn cho công việc của bạn. Con giáp này có phần bảo thủ, cố chấp, không tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ mọi người. Bản mệnh tự cô lập mình nên phải chịu thiệt thòi không đáng có. Ngày thứ 6 này, người tuổi Tý gặp thủy khí vượng nên sức khỏe của con giáp này không tốt lắm. Ăn uống không điều độ cộng với việc lo lắng, suy nghĩ làm bạn mệt mỏi, dạ dày khó chịu. Thả lỏng và nghỉ ngơi nhiều hơn nhé. Cứ giữ trạng thái này thì cơ thể sẽ bị quá tải và sinh bệnh nặng. Câu quyết cho người tuổi Tý trong ngày thứ 6 này là: tử vi tuổi Giáp Tý, mệnh kim, cần tìm hiểu kỹ thông tin và lên kế hoạch quản lý tài chính. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh thủy, tài lộc gặp nhiều sóng gió, có thể rơi vào cảnh cháy túi.
Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa, nên tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ mọi người. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh thổ, chịu thiệt thòi do bản thân tự cô lập với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, cơ thể dễ mệt mỏi, dạ dày khó chịu. Đối với các chỉ số trong ngày, đối với sự nghiệp là 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 11 và số 62. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc các tường màu đen và màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân và tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2023. Vận trình của người tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này đang gặp được cục diện ngũ hành Tý Sửu nhị hợp trợ mệnh, mang tới cho tuổi Sửu vận quý nhân rất vượng. Dưới sự dẫn dắt của đối phương, con giáp này tìm được phương pháp thích hợp để cải thiện hiệu suất công việc, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức để làm những nhiệm vụ khác. Đáng chú ý, những người kinh doanh buôn bán nhận được nhiều lộc trời ban, buôn may, bán đắt, tài lộc dồi dào. Hầu như hàng hóa vừa đưa ra thị trường đã được tiêu thụ rất nhanh và trôi chảy. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương nhờ những biểu hiện xuất sắc của mình. Về phương diện tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau. Câu quyết cho người tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này là: Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh kim, vận quý nhân vượng, cải thiện được hiệu suất công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, tìm ra phương pháp thích hợp, tiết kiệm thời gian và công sức. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, người kinh doanh buôn bán nhận được nhiều lộc trời ban. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, vận trình tình cảm hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Đối với các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 20 và số 77. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường màu vàng, màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2023. Thầy tử vi chỉ ra rằng trong ngày thứ 6 này có các tinh thực thần trợ mệnh, giúp đường tài lộc của tuổi Dần khởi sắc nhanh chóng. Đầu năm mới cũng là vào dịp cuối năm âm lịch, công việc làm ăn buôn bán thuận lợi hơn nhiều. Bản mệnh dễ dàng tìm thấy được cơ hội kinh doanh khi mà những người xung quanh còn chưa nhận ra. Thời gian này, những chú hổ có không ít cơ hội nhưng vẫn có thách thức đi kèm trong sự nghiệp của mình. Bản mệnh làm việc nhanh nhẹn, hăng hái và mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại hơi nóng nảy để tiểu nhân lợi dụng hạ thấp uy tín của mình. Do đó, hãy thận trọng trong từng hành động hơn. Thủy sinh mộc còn mang tới cho Dần tin vui tình cảm. Con giáp này nếu vẫn còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Hãy tự tin mở lòng và sống với con người thật của mình. Bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình. Câu quyết cho người tuổi Dần trong ngày thứ 6 này là: Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, đường tài lộc khởi sắc nhanh chóng, làm ăn thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh hỏa,
tìm thấy được cơ hội kinh doanh nhanh hơn người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, có không ít cơ hội nhưng vẫn có thách thức đi kèm. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh mộc, thận trọng hơn để không bị tiểu nhân nắm thóp. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, người độc thân hãy tự tin mở lòng và đón nhận hạnh phúc. Đối với các chỉ số trong ngày, đối với sự nghiệp là 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 23 và số 77. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường đó là màu xanh rêu và màu trắng. Quý nhân phù trợ gồm có tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ 6, ngày 6 tháng 1 năm 2023. Xem tử vi cho thấy người tuổi Mão đang gặp cục diện tương hình án ngữ. Bản mệnh dễ bị hung vận cản trở, nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc, nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc của mình. Có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh. Ngày này, bạn cũng nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Đôi khi một lời nói đùa vô tình lại kéo theo thị phi không đáng có. Tốt nhất, hãy cứ tập trung làm tốt công việc của mình hơn là quan tâm quá nhiều tới những việc không liên quan. Bù lại, vận trình tình duyên vô cùng êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Ban đầu còn e ấp, bỡ ngỡ, nhưng theo thời gian thì ngày càng sâu sắc, cảm xúc thăng hoa rực rỡ. Cầu quyết cho người tuổi Mão trong ngày thứ 6 này là: tử vi tuổi Ất Mão, mệnh thủy, bỏ nhiều công sức nhưng kết quả không như mong đợi. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, cần xem lại cách thức làm việc của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh mộc, nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh kim, vận trình tình duyên vô cùng êm đẹp, tình cảm thăng hoa. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn gồm số 16 và số 64. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường gồm có màu xanh lá cây và màu đen. Quý nhân phù trợ gồm có tuổi Mùi, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6, ngày 6 tháng 1 năm 2023. Ngày được tam hợp Thân Tý Thìn che chở, cho nên người tuổi Thìn sẽ có nhiều bước tiến quan trọng trên đường công danh của mình. Quý nhân tương trợ giúp cho con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp, làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này. Cũng phải kể đến sự kiên nhẫn, nhiệt tình đã góp phần biến những ước mơ của bản mệnh thành hiện thực. Bạn không ngại thất bại và đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Nhờ vậy, bạn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu để vận dụng cho những kế hoạch lớn hơn trong tương lai. Thủy, thổ, xung khắc lại khiến tuổi này cảm thấy chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm. Có lẽ cả con giáp này và người ấy đều không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn mỏng manh, cố gắng hết sức để giữ gìn, nhưng mọi thứ bên trong đã chẳng còn nguyên vẹn như xưa, đổ vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cầu quyết cho người tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này là: tử vi tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, có nhiều bước tiến quan trọng trên đường công danh. Tử vi tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, giúp quý nhân gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy.
Tử vi tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp làm nền tảng cho sau này. Tử vi tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, không ngại thất bại và đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, cảm thấy chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40 và 75, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Màu sắc cát tường là màu nâu và màu xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Dần và tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2023. Trong ngày thứ 6 này, tử vi cho thấy người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội phát tài khi có thần tài chiếu cố. Thu nhập hôm nay có dấu hiệu tăng nhanh. Chỉ cần bạn biết nắm thời cơ và nỗ lực hết mình thì không phải lo nghĩ gì. Kinh doanh buôn bán cứ giữ đà này thì cuối năm bản mệnh sẽ ấm no lắm đây. Còn với người làm công ăn lương, những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục phát huy năng lực trong công việc như những gì bạn đã đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều. Tuy nhiên, thứ 6 này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của tuổi Tỵ khi bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn này cứ ngày càng một gia tăng, khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Mọi thứ đang đi ngày càng xa và bạn không biết phải làm thế nào để cứu vãn. Câu quyết cho người tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này là: tử vi tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, có nhiều cơ hội phát tài, thu nhập có dấu hiệu tăng nhanh. Tử vi tuổi Đinh Thị, mệnh Thổ, biết nắm thời cơ và nỗ lực hết mình thì không có gì phải lo. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, vui mừng với những khoản thưởng, hoa hồng liên tục báo về. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, nên tiếp tục phát huy năng lực trong công việc như hiện tại. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, đôi lứa có những căng thẳng không đáng có. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 99, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2023. Người tuổi Ngọ tương xung sẽ khiến tuổi Ngọ vướng phải những thị phi, cạnh tranh trong công việc, thậm chí bị chơi xấu mà không hề hay biết. Do đó, bản mệnh nên cẩn trọng để tránh những điều bàn tán, lời ra tiếng vào không hay ảnh hưởng tới uy tín cá nhân cũng như danh tiếng tại nơi làm việc. Mặc dù trong ngày hôm nay có nhiều điều không vui, nhưng bù lại, tuổi Ngọ lại được ưu ái về phương diện tài lộc, vận trình cực kỳ tốt đẹp. Bạn đừng quan tâm tới những chuyện khác mà nên chú tâm làm việc để kiếm tiền đi đã. Dù làm trong lĩnh vực gì cũng sẽ có doanh thu tốt, tiền bạc thu về tay vô cùng dồi dào. Hỏa, thủy, xung khắc khiến đôi lứa có vẻ ngày càng xa cách, tình cảm có chiều hướng xa xút. Cảm xúc của bản mệnh không còn được như trước, nhưng thay vì buông xuôi, bạn hãy tự động viên mình, cố gắng nhiều hơn để tạo cho cả hai thêm cơ hội gần gũi, quan tâm bồi dưỡng mối quan hệ để lấy lại cảm giác như ban đầu. Câu quyết cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này là: tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, dễ vướng phải những thị phi, cạnh tranh trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, nên cẩn trọng để tránh những điều bàn tán, lời ra tiếng vào. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa,
có thể bị ảnh hưởng tới uy tín cá nhân tại nơi làm việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Bạch Thổ, tài lộc hanh thông nên chú tâm làm việc để kiếm tiền. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mệnh Mộc, đôi lứa ngày càng xa cách, tình cảm sa sút. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn 36, 68. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường: màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ 6, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023. Bước sang ngày thứ 6 này, người tuổi Mùi sẽ phải đối mặt với nhiều điều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật. Cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại khiến đối thủ cạnh tranh tìm mọi cách để hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Bạn phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm đôi lứa cũng nhiều trở ngại, khiến con giáp này thấy bất an và vô cùng lo lắng. Giữa hai người xảy ra quá nhiều vấn đề, lại thêm tình trạng xa mặt cách lòng. Tuy muốn gắn bó với nhau, nhưng có thể sẽ gặp phải nhiều trở ngại. Trong khi đó, những người độc thân vẫn khao khát về một mối tình lãng mạn mà bỏ qua thực tế. Song tình yêu không phải luôn diễn ra theo cách bạn muốn. Bạn nên sống cởi mở hơn, căn cứ vào tình hình thực tế để sớm tìm thấy hạnh phúc. Câu quyết cho người tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này là: tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh kim, phải đối mặt với nhiều điều rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, dễ gặp những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, đề phòng đối thủ cạnh tranh tìm cách để hãm hại. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, lo lắng vì tình cảm đôi lứa gặp nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, người độc thân nên sống cởi mở hơn, nhìn vào thực tế. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn 23, 60. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu ghi và màu nâu. Quý nhân phù trợ gồm tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, thứ 6, ngày 6 tháng 1 năm 2023. Thứ 6 này, phương diện sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân khá ổn định. Nhờ có tam hợp, Thân Tí Thìn hỗ trợ, có lợi cho việc xây dựng các mối quan hệ xã giao, hợp tác, dễ được nhiều người yêu mến. Bản mệnh cũng luôn cư xử đúng mực, khéo léo, khi ra ngoài nên gây được thiện cảm, được quan tâm, giúp đỡ trong nhiều việc. Nếu mạnh dạn tiến bước và tận dụng các mối quan hệ quen biết thì bản mệnh có thể sớm đạt được các mục tiêu thăng tiến. Nhờ thế, thu nhập cũng được cải thiện nhanh chóng. Ngoài ra, bạn cũng nên nghe ngóng thêm tin tức, thu thập thêm thông tin về các lĩnh vực mà mình quan tâm để làm hành trang vững chắc cho sau này. Ngày này, bạn còn có thêm nhiều niềm vui đến từ chuyện tình cảm nhờ thủy sinh kim. Người có đôi đã tìm lại được sự cân bằng và hòa hợp trong mối quan hệ của mình. Cả hai không còn mâu thuẫn, bất đồng như trước nữa, thay vào đó là nhún nhường và hòa thuận hơn. Câu quyết cho người tuổi Thân trong ngày thứ 6 này là: tử vi tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, phương diện sự nghiệp và tài lộc đạt được sự ổn định. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, gây được thiện cảm nhờ luôn cư xử đúng mực, khéo léo. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh mộc, sớm đạt được mục tiêu thăng tiến nhờ tận dụng các mối quan hệ.
Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, đôi lứa tìm lại được sự cân bằng và hòa hợp. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 19, số 88. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Màu sắc các tường màu vàng, màu bạch kim. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2023. Chịu tác động của tương phá thái tuế, sẽ có một vài trục trặc trong công việc khiến tuổi Dậu khó lòng hoàn thành kịp tiến độ đã được đề ra. Lúc này, bạn cần nhất đó là sự bình tĩnh, chớ nên rối trí khiến mọi việc bế tắc hơn. Các mối quan hệ của con giáp này cũng thiếu sự hài hòa. Vì thế, dù là giao tiếp với bất kỳ ai, người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay với người xa lạ, bạn cũng đều nên nhã nhặn, ôn hòa, thái độ chỉnh chu, lựa chọn cách thức phù hợp để tránh cãi vã, dẫn đến rắc rối không đáng có. Trong ngày này, nếu có ý định xuất hành đi xa, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt sẽ giúp cho công việc của bản mệnh thuận lợi và suôn sẻ hơn. Câu quyết cho người tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này là: tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, công việc gặp trục trặc, khó lòng hoàn thành kịp tiến độ. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, cần bình tĩnh, chớ nên rối trí khiến mọi việc bế tắc hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, nên nhã nhặn, ôn hòa, thái độ chỉnh chu khi giao tiếp. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, tránh cãi vã dẫn đến rắc rối không đáng có. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn 36, 71. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường màu bạc, màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2023. Tử vi cho thấy ngày thứ 6 này, người tuổi Tuất đang có điểm báo phải đón nhận những tin không vui tới với mình. Nguy cơ đụng độ tiểu nhân của bạn đang khá cao. Đối phương ở trong tối, còn bạn ở ngoài sáng. Mọi việc bạn làm đều bị cản trở ở một mức độ nào đó. Thậm chí có nhiều việc đã hoàn thành tới 90% vẫn có thể bị đổ bể vì kẻ xấu ngáng đường. Có một sự thật là dù bạn có luôn làm tốt công việc của mình thì vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kỵ muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vì vậy, bản thân bạn chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt, đừng quá quan tâm tới những vấn đề bên lề. Trên phương diện tình cảm, bạn cũng sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà con giáp này đang phải trải qua, hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Câu quyết cho người tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này là: tử vi tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa, có nguy cơ đụng độ tiểu nhân khá cao. Tử vi tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, nhiều việc đều bị kẻ xấu cản trở ở mức độ nào đó. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, đề phòng những kẻ xấu ganh ghét, đố kỵ muốn hãm hại. Tử vi tuổi Canh Tuất, mệnh Kim, chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy, muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý muốn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn 22, 54. Giờ tốt
từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ 6, ngày 6 tháng 1 năm 2023. Người tuổi Hợi nên biết, nên hài lòng với hiện tại của mình. Đừng quá mưu cầu những thứ xa ngoài tầm với. Trong công việc, bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt. Việc như thế nào cứ làm như thế ấy. Không nên tính chuyện lớn lao. Mọi việc bạn hãy thuận theo tự nhiên sẽ yên lành, tốt đẹp. Tài chính trong thời gian này khá thuận lợi. Các nguồn thu tăng đều vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhưng đây cũng là lý do khiến con giáp này không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cửa thành công bền vững. Ngày này, bạn có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình, nhưng bạn cũng không nên buồn phiền, cẩn thận về lời nói, lẫn trong cách cư xử. Tuy là chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng gây mách lòng khiến các thành viên xa cách. Câu quyết cho người tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này là: tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, nên biết hài lòng với hiện tại của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, đừng quá mưu cầu những thứ xa ngoài tầm với. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, mọi việc hãy thuận theo tự nhiên sẽ yên lành, tốt đẹp. Mệnh tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh kim, có nhiều cơ hội kiếm tiền, chú ý kiểm soát chi tiêu. Tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn 27, 85. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Chương trình đến đây là hết. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.